Loạt ảnh đầu tiên từ lễ đính hôn trên bờ biển của Trường Giang Nhã Phương siêu sang không mời sao showbiz. Lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương được tổ chức ngoài trời, ngay sát bờ biển. Cặp sao còn thuê 4 villa ở resort hạng sang để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương được tổ chức vào tối 24 tháng 8 hôm nay tại một resort cao cấp ở Hội An, Quảng Nam, quê nhà danh hài. Chiều 24 tháng 8, các nhân viên tổ chức vẫn đang hoàn thiện không gian cưới. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tiệc đính hôn của cặp diễn viên nổi tiếng diễn ra ở bờ biển được trang trí với tông màu trắng là chủ đạo. Khoảng 20 bàn tiệc với gần 200 khách mời, bao gồm người thân hai bên gia đình cùng bạn bè sẽ có mặt trong ngày trọng đại. Để chuẩn bị cho lễ đính hôn, Trường Giang cùng Nhã Phương thuê 4 villa ở resort. Không chỉ thế, cặp sao còn sắp xếp đội ngũ bảo vệ đông đảo để đảm bảo sự riêng tư. Không gian resort nơi tổ chức lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương vào tối nay. Chị gái Nhã Phương mặc trang phục trắng trong ngày vui của em gái. Cô vừa trở về từ Hàn Quốc vào tối 23 tháng 8. Người thân với gia đình Nhã Phương cho biết hai nghệ sĩ đều không muốn tiệc đính hôn riêng tư bị chú ý. Từ khi lên kế hoạch kết hôn, Nhã Phương cùng Trường Giang không chia sẻ bất kỳ thông tin nào. Chỉ đến gần đây, hai nghệ sĩ mới cởi mở hé lộ tin vui với khán giả. Không gian sảnh trong của resort, trong một lần trả lời phỏng vấn vào năm 2017 về lời cưới mơ ước, Trường Giang từng nói thích một buổi tiệc tổ chức trên bờ biển, quay những clip hài hước. Lễ đính hôn của Nhã Phương và Trường Giang diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay, 24 tháng 8. Ngay từ sáng sớm, mọi công đoạn chuẩn bị được gấp rút hoàn thành. Được biết, tiệc đính hôn chỉ có sự tham dự của người thân hai bên gia đình, bạn bè trong giới showbiz của cặp đôi không được mời. Lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương được trang trí đơn giản không quá cầu kỳ hay xa hoa như một số cặp đôi vbiz khác. Hình ảnh được cho là Trường Giang tại sân bay đi Đà Nẵng, dân mạng bắt gặp trước đó một ngày. Nhã Phương Trường Giang hẹn hò 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm 18 tháng 1, Trường Giang gây xôn xao khi cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp tại đêm trao giải Mai Vàng. Anh xúc động, thổn thức và có phần luống cuống khi ngỏ lời với Nhã Phương. Ngày 20 tháng 8, Trường Giang tiết lộ ngắn gọn về lễ cưới. Đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay, sau thời gian dài chuẩn bị được sự đồng ý của hai gia đình. Trong tháng 8, chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, đám cưới diễn ra vào tháng 9. Trường Giang cùng Nhã Phương mong nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.